Xin chào cả nhà, em vừa dọn xong tiếp được cái chiếc máy rửa bát Panasonic TH2. Em để mã số 16 vào nhé. TH2 này, cái chiếc này là sản xuất năm 2019. 2019 này. Đã test mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. TH2 2019, nước nóng bỏng luôn. Đấy, chiếc này em bán là 6 triệu 6, bảo hành 1 năm. Giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Các bác yêu máy đời cao, đẹp. Các bác alo, chiếc này cao của nó là 60 phân, chiều ngang 55. Đấy. 2019 thôi nhé. 2019, cái tem này nó hơi bong, dán lại. Đấy. 6 triệu 6, đời 2019. Chào các bác.